Trọng Hiếu rất vui khi gặp lại quý khán giả, quý nhà vườn trong chương trình Thời tiết Thủy Văn tuần 3 tháng 5 năm 2023. Trước khi bước vào nội dung chính, Trọng Hiếu kính chúc bà con có được quá trình canh tác với nhiều yếu tố thuận lợi nha. Chương trình hôm nay sẽ là thông tin thời tiết được ghi nhận từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023. Dạ vâng, Trọng Hiếu xin chào đón vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng chúng ta, Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đến từ Đài Khí tượng Thủy Văn khu vực Nam Bộ. Dạ vâng, Trọng Hiếu xin chào Thạc sĩ ạ. À. Kính thưa bà con nông dân và các bạn nghe đài. Thật sự thân mến, những vườn sầu riêng ở miền Tây à, đã bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Miền Đông Tây Nguyên thì một số đang chạy trái, một số thì đang vô cơm. Mưa những ngày vừa qua đã làm ẩm độ không khí tăng cao, tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn phát sinh gây hại. Nhằm giúp cho bà con mình có sự can thiệp hợp lý, thì việc nắm bắt thời tiết là cực kỳ quan trọng. Những ngày giữa tuần từ thứ tư đến thứ năm thì mưa có xuất hiện hay không? Nắng nóng có xu hướng như thế nào? Xin mời cô Điệp sẽ có những thông tin chi tiết gửi đến quý bà con mình dự báo trong những ngày giữa tuần từ thứ tư đến thứ năm thì áp thấp nóng ở phía tây sẽ bị nén về phía nam bởi bộ phận áp cao lạnh từ phía bắc do vậy mà cái khu vực bắc bộ nắng nóng có phần hạ nhiệt hơn và có cái mưa rào vài nơi trong khi đó thì khu vực các cái tỉnh nam bộ ở rìa xa phía nam của vùng áp thấp nóng phía tây bị nén kết hợp với cái rãnh thấp xích đạo có trục ở dạo khoảng là từ 6 cho đến 8 độ phía bắc di chuyển dần lên phía bắc và tác động đến cái khu vực các cái tỉnh miền tây cũng như là khu vực miền đông do đó mà trời sẽ chuyển nhiều mây hơn có cái mưa rào xuất hiện tương đối là nhiều, có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa mưa to và giông. Trong cơn giông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa vào chiều tối cũng như là đêm, ngày thì có lúc giảm mây và nắng. Nắng nóng vẫn còn xuất hiện cục bộ ở cái mức là từ 35 độ và trên 35 độ ở miền Đông cũng như là miền Tây thì xuất hiện cục bộ và cái nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 33 đến 35 độ, có nơi sẽ trên 35 25 độ còn cái nhiệt độ ban đêm sẽ dao động ở mức là từ 24 đến 27 độ à, bà con thân mến như vậy thì mưa sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày sắp tới à, bà con lưu ý là mưa kéo dài thì có thể gây ra tình trạng ngập úng trên vườn cây của chúng ta những thao tác ứng phó với tình trạng này quý nhà vườn có thể tham khảo video clip trên kênh YouTube ăn phát trong can trái với nội dung là hỏi đáp chuẩn bị cho vườn sầu riêng giai đoạn mưa dầm tiếp tục là thông tin thủy văn như những dự báo vừa rồi thì mưa đến có thể góp phần làm giảm tình trạng xâm nhập mặn. À, về khoảng này thì nhà vườn mình có thể yên tâm rồi. À, còn về mực nước tại các trạm sắp tới sẽ có xu hướng như thế nào? Xin mời thạc sĩ sẽ có những thông tin gửi đến tất cả chúng ta. Còn về đối với mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong tuần sẽ biến đổi theo triều. Đến ngày 19 tháng 5 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở cái mức là 1m17, còn tại Châu Đốc ở cái mức là 1m35. Dạ vâng, xin được cảm ơn những thông tin xúc tích đến từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp. Như vậy thì tình hình thủy văn cũng không có nhiều điểm lưu ý, do đó trọng hiếu sẽ được phép điểm nhanh qua. Phần kết sẽ là dự báo chi tiết cho thời tiết từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5 năm 2023. Xu hướng những ngày cuối tuần sẽ như thế nào, mưa còn tiếp diễn hay không? Trọng hiếu xin mời bà con chúng ta cùng lắng nghe nha trong những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái bộ phận không khí lạnh tăng cường về phía nam sẽ tiếp tục nén cái rãnh thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây có cái cường độ suy yếu thì khoảng ngày 20-21 tháng 5 cái áp thấp nóng phía tây sẽ hoạt động trở lại do đó mà cái khu vực phía nam sẽ ở rìa phía nam của vùng áp thấp nóng phía tây À, có cái cường độ suy si yếu sao thì sẽ hoạt động trở lại đồng thời thì cái rãnh thấp xích đạo hoạt động và di chuyển lên phía bắc kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ mạnh dần do vậy mà mưa trên cái khu vực nam bộ sẽ có cái xu hướng sẽ gia tăng cả về diện và lượng nhiều nơi thì mưa vừa mưa to và dông trong cơn rông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng sấm sét mưa đá gió giật mạnh và lốc xoáy thời gian mưa sẽ vào trưa chiều chiều tối cũng như đêm về sáng Ban ngày thì giảm mây và nắng. Cái nhiệt độ trong ngày thì có xu hướng sẽ giảm từ 1 cho đến 2 độ. Với nền nhiệt độ ở khu vực miền Đông dao động ở mức là từ 32 cho đến 34 độ còn cái nhiệt độ thấp nhất thì dao động ở mức là từ 23 cho đến 26 độ còn đối với khu vực các cái tỉnh miền Tây thì cái nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở mức là từ 31 đến 33 độ và thấp nhất là từ 24 đến 27 độ à, trong tuần thì nắng mưa vẫn còn đang xen và những cái cơn mưa dông xuất hiện thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là sấm sét gió giật mạnh và lốc xoáy do đó mà các hoạt động ngoài trời và du lịch thì cũng cần phải chú ý đề phòng. Kính chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Dạ vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp đến từ đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đã dành thời gian đồng hành cùng bản tin hôm nay. Kính chúc cô có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công tác, kịp thời cung cấp những thông tin ý nghĩa đến quý nhà vườn nha. Bà con thân mến, như vậy thì giữa tuần mưa nhỏ, cuối tuần mưa lớn, về diện sẽ tăng dần. Tình trạng mưa dầm bên cạnh ngập úng, bà con mình cần đề phòng các đối tượng như nắm thối trái, đốm rông tháng thư có thể phát sinh nha. Khi thấy biểu hiện trên vườn thì bà con chúng ta cần thiết nên có những cửa phun chặn đứng. Ngoài đúng liều đúng thuốc thì tần suất phun xịt cũng rất quan trọng nên làm dày cửa phun lên để tăng hiệu quả phòng trừ nhé bà con. Dạ vâng, chương trình thời tiết thủy văn kỳ này đến đây là kết thúc. Hy vọng qua vài phút vừa rồi có thể giúp bà con mình nhìn tổng quan về bối cảnh canh tác sắp tới, à, giúp quá trình canh tác thêm phần thuận lợi. Trong hiếu xin chào và hẹn gặp lại bà con vào 19 giờ thứ ba tuần tới trên kênh YouTube An Phú Đồng Càng Trải nha.